Chào anh em nha. Hôm nay có một cái chương trình khá là đặc biệt thì mình hôm nay là sẽ thông báo với anh em quà tặng đặc biệt cho những anh em đã luôn ủng hộ bên shop mình. Đó là những anh em nào mà chúng ta khi mua hàng bên mình với đơn hàng trị giá trên 200 ngàn anh em ha. Thì bên mình sẽ tặng cho anh em một bộ ổ bi của Quay cho 10 Thái và Dream Quay các dòng xài chung nha. Đây cái bộ này thì nó là của Hàn Quốc anh em. Hàn Quốc Korea gì đây này. Đó. Thì bộ này là dành cho những anh em mà chúng ta bị cái xe chúng ta nó đã cái bộ bi này này nó đã cũ rồi ha, thì gắn cái này vô sẽ rất là ngon lành ha. Đó, cái này là nó hàng mới 100% ha, tồn kho của Hàn Quốc rồi đây này. Đây này, cái này là nó gắn cho cái dòng City 110 ha. Đó, tồn kho Hàn Quốc ha. Đó. Thì những anh em nào mà chúng ta cần thì anh em có thể liên hệ mình. Cái này thì anh em mua một đơn hàng trên 200 bên mình sẽ tặng cho anh em một bộ ha. Đó, bất kỳ một đơn hàng nào trên 200 luôn nha anh em nha. Đó, thì những anh em nào mà chúng ta có cái nhu cầu mua phụ tùng nào thì liên hệ với mình. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 anh em nha. Đó, anh em có nhu cầu mua lại phụ tùng liên hệ với mình ha. Đây, rất là nhiều ha, đổ tùm lum hết trơn. Thì đó, cứ anh em mua trên 200 là mình sẽ để vào đơn hàng của anh em một bộ như vậy nha anh em. Thì cũng như là lời cảm ơn đến anh em thôi. Rồi, chúc anh em một ngày mới tốt lành nha. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo nha.